Hi, xin chào quý nhà đầu tư thân mến. Ngày hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu những lý do tại sao mà giá trị bất động sản ở thị xã Phú Mỹ cũng như tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có thể tăng giá trong những thời gian sắp tới. Trước tiên, quý nhà đầu tư hãy đăng ký vào kênh Bảo Trung Bất Động Sản để giúp Trung có thể đạt được 100 ngàn sub trong thời gian sắp tới. Và quý nhà đầu tư hãy giúp Trung chia sẻ rộng rãi video này đến tất cả những nhà đầu tư đang tìm hiểu về thị trường thị xã Phú Mỹ. Cảm ơn quý nhà đầu tư. Vậy thì ngày hôm nay Trung sẽ chia sẻ cho quý nhà đầu tư 4 yếu tố để làm giá trị bất động sản thị xã Phú Mỹ tăng giá trong thời gian sắp tới. Yếu tố đầu tiên đó là về cảng biển, đúng không? Thứ nhất là quý nhà đầu tư biết đó, là cảng biển là một trong những ngành kinh tế trọng điểm cũng như là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và đặc biệt là thị xã Phú Mỹ được thiên nhiên ưu ái là có trong tay cảng biển quốc tế Cái Mép với hệ thống 35 cảng biển lớn nhỏ và tổng diện tích là hơn 45 hectare. Thì cảng biển quốc tế Cái Mép trong thời gian gần đây cũng đã cho thấy được cái vị thế trên trường quốc tế là phát triển rất là mạnh. Trong khi đó, cảng biển quốc tế Cái Mép là trong những năm gần đây đã đón những cái chuyến tàu container có thể trọng tải lên đến 214.000 tấn cập bến thành công vào đây và xuất khẩu thẳng đi qua châu Âu hay là châu Mỹ mà không cần phải quá cảnh qua nước thứ ba. Và đặc biệt là cảng biển quốc tế Cái Mép này là một trong những cảng nước sâu top thứ 19 trên thế giới và đứng đầu ở Việt Nam với độ sâu luồng lạch rơi vào khoảng từ 16 tới 18 mét. Thì với cái độ sâu này, cảng biển quốc tế Cái Mép hoàn toàn có thể tiếp nhận được những cái con tàu lớn. Và đặc biệt vừa rồi các bạn biết đó, là ngày 25 tháng 10 năm 2020 vừa rồi, cảng biển quốc tế Cái Mép đã đón cập bến thành công con tàu MESS với tổng trọng tải lên tới 214.000 tấn, một trong những con tàu mẹ chở container lớn nhất ở thế giới cập bến thành công vào đây. Và vừa rồi năm 2019 đó, thì tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng như là ủy ban từ các bộ trung ương bộ ngành đó, là vào đây khảo sát như là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hay là bà Võ Kim Ngân có vào đây khảo sát để thành lập ra cái trung tâm logistics trung chuyển hàng hóa lớn nhất trong khu vực. Thì đối với cái điều đó thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm là giá trị bất động sản ở thị xã Phú Mỹ trong thời gian sắp tới nó sẽ có sự tăng giá rất là mạnh. Và yếu tố thứ hai đó là về vị trí địa lý. Thì các bạn biết là thị xã Phú Mỹ hay là Bà Rịa Vũng Tàu á, là nằm trong tứ giác điểm kinh tế phía Nam, một vị trí rất là đắc địa đúng không ạ? Về phía Tây là giáp với thành phố Hồ Chí Minh, phía Bắc thì giáp với huyện Long Thành của tỉnh Đồng Nai, cụ thể là giáp với sân bay quốc tế Long Thành, phía Đông thì giáp với huyện Châu Đức và phía Nam thì giáp với thành phố Bà Rịa cũng như là thành phố Vũng Tàu. Một vị trí rất là thuận lợi, rất là thuận tiện như vậy thì về phát triển bất động sản cũng như là các cái ngành dịch vụ du lịch khác là điều tất yếu. Yếu tố thứ ba đó là gì? Là về khu công nghiệp. Các bạn biết là thị xã Phú Mỹ có hướng đi rất là rõ ràng, đó là thành phố công nghiệp cảng biển. Bởi vì sao? Thị xã Phú Mỹ nắm trong tay là 9 trên 10 khu công nghiệp. Có thể kể đến như là khu nghiệp Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 3, khu công nghiệp Cái Mép, khu công nghiệp Phú Mỹ 3. Là trong đó khu nghiệp Phú Mỹ 3 là khu nghiệp chuyên sâu Việt Nam Nhật Bản với tổng diện tích là 999 hectare và khu nghiệp Cái Mép mở rộng và một số khu nghiệp giáp danh với thị xã Phú Mỹ như là khu công nghiệp đô thị Sona Đề Di Châu Đức với tổng diện tích là 2.287 hectare, trong đó kết hợp cả khu đô thị và sân gôn 36 lỗ. Các bạn biết không ạ? Tổng diện tích khu công nghiệp đất dành cho khu công nghiệp của thị xã Phú Mỹ rơi vào là 5.000 hectare. 5.000 hecta, toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là 10.000 hecta, trong đó Phú Mỹ đã đạt 5.000 hecta rồi. Đó. Và cái bất động sản công nghiệp á, các bạn biết là từ 2020 trở về đây á đang làm mưa làm gió, đang làm mưa làm gió các bạn. Thì đối với một vị trí mà được đặt nhiều khu công nghiệp như vậy thì các bạn biết là về giá trị tương lai bất động sản ở khu vực này thì chắc chắn nó sẽ tăng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì khu công nghiệp nó thu hút được lượng nhà máy về. Khi mà nhà máy về thì sao? Thì lượng công nhân và lượng chuyên gia nó sẽ đổ về. Thì các bạn có thể xây nhà trọ kinh doanh hay là buôn bán những cái mặt hàng thiết yếu, kinh doanh karaoke, massage, quán ăn, quán nhậu vân vân.
tất cả các cái dịch vụ thiết yếu như vậy thì nó sẽ làm gia tăng cái giá trị bất động sản ở khu vực đó lên. Điển hình các bạn có thể thấy như là kể đến một số khu công nghiệp ở trên khu vực Đồng Nai như là công nghiệp Amata, bây giờ cái giá nó cũng đã rơi vào là từ 30 tới 35 triệu một mét vuông. Hay là khu nghiệp Việt Nam Singapore ở trên Bình Dương chẳng hạn, giá ở trên đó bây giờ nó cũng rơi vào là bao nhiêu? 40, 50 triệu một mét vuông. Hay là một số như khu công nghệ cao quận 9, cái giá cũng rơi vào từ 70 tới 90 triệu một mét vuông rồi. Thì chắc chắn là cái bất động sản công nghiệp trong thời gian sắp tới nó sẽ là đang là xu hướng, xu thế. Và yếu tố cuối cùng đó là yếu tố thứ tư mà mình muốn nói đến, đó là về cơ sở hạ tầng. Các bạn biết đó, đường đi tới đâu thì đất tăng đúng không? Như thị xã Phú Mỹ, các bạn biết là đang là một đô thị trẻ. Và tháng 12 năm 2020 vừa rồi, thị xã Phú Mỹ chính thức được công nhận là đô thị loại 3, tức đạt chuẩn đô thị loại 3 rồi. Và cái mục tiêu là đến năm 2025, thị xã Phú Mỹ là chính thức trở thành thành phố, tức là đạt đô thị loại 2. Vậy thì các bạn biết là để mà đạt được các cái tiêu chí để lên đô thị như vậy thì chắc chắn thị xã Phú Mỹ sẽ phải rót một lượng vốn rất là lớn để có thể là làm các cái tuyến đường đầu nối vào và phát triển về cơ sở tầng đường xá an sinh xã hội. Thì khi mà các cái tuyến đường, các công trình giao thông hay là các công trình về an sinh xã hội như vậy được triển khai thì sao? Thì cái giá bất động sản cả khu vực, một khu vực đó nó sẽ tăng, nó sẽ tăng đều như vậy. Bình thường các bạn để ý là ở một cái vị trí này đi là giá chỉ có 3 triệu thôi, nhưng mà đùng cái một tuyến đường tầm 16-20 mét nó đổ đi ngang qua thì ra giá nó tăng lên 5 triệu, 7 triệu là bình thường. Thì cái đó mình muốn nói đến là về cái cơ sở hạ tầng. Như một số cái công trình giao thông trọng điểm đi qua thị xã Phú Mỹ, đó là có thể kể đến như là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức Long Thành, hay là đường Vành Đai 4, và một số tuyến đường trọng điểm mở rộng đó là đường liên tỉnh Mỹ Xuân Ngãi Giao, hay là đường Hùng Vương, đường S, đường 991B đấu nối vào cảng. Tất cả những cái công trình giao thông như vậy nó sẽ là thúc đẩy cái giá trị bất động sản nó sẽ tăng rất là mạnh trong thời gian tới. Trên đây là một số cái nhận định cũng như là cái đánh giá mang tính chất cá nhân của Trung và cái trải nghiệm của Trung trong 3 năm vừa qua ở thị trường thị xã Phú Mỹ. Thì quý nhà đầu tư nào có những ý kiến hay hay là có những nhận định hay về thị trường thì quý nhà đầu tư có thể là comment ở dưới, và hãy giúp Trung là chia sẻ rộng rãi video này đến tất cả những nhà đầu tư đang quan tâm tới thị trường thị xã Phú Mỹ, để quý nhà đầu tư đó có thể là tiếp cận được cái lượng thông tin, cái nguồn thông tin chính thống hơn. Rồi, ok. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong những video lần sau. Chào quý nhà đầu tư. Bảo Trung Bất Động Sản, nơi gửi chọn niềm tin.